Dạ, con kính thưa sư phụ cùng tất cả anh chị em đồng tu trong nhóm ạ. Dạ, sau thời gian con được sư phụ dạy dỗ và sự khuyến tấn cùng giúp đỡ nhau tu tập của anh chị em đồng tu trong nhóm cầu đạo dẫn dắt, dạ, con để ứng dụng sự hiểu biết với việc tu học vào trong cuộc sống hàng ngày. Con cảm thấy rất vui và an lạc. Con xin phép sư phụ cùng anh chị em trong nhóm, con xin chia sẻ niềm vui nhỏ nhỏ của con ạ. Dạ, câu chuyện chia sẻ của con hơi dài, con mong sư phụ cùng anh chị em hoan hỷ ạ. Dạ, mẹ con trước là người không hiểu biết Phật Pháp, nên không biết niệm Phật và làm Phật sự cúng dường phóng sanh. Và tính mẹ con thì nóng nảy cố chấp sân hận. Mẹ con mắc bệnh xương khớp từ rất lâu, và hiện 3 năm trở lại đây mẹ con mắc thêm bệnh về thần kinh và não, và một số bệnh lặt vặt khác nữa, nên sức khỏe yếu và đi lại cũng khó khăn. Hiện tại mẹ con gần 80 tuổi, do mẹ con như vậy, tất cả anh chị em trong gia đình chúng con rất thương mẹ, chăm sóc mẹ chu đáo và chạy chữa thuốc men cho mẹ cũng nhiều năm nhưng cũng chưa hiệu quả và cũng chưa đúng chỗ, và chúng con nghĩ chắc tuổi mẹ già nên cũng khó chữa, nên chỉ biết hàng ngày chăm sóc thuốc men tại nhà. Dạ, con biết là mẹ con bị nghiệp nặng, do vô minh mà tạo ra nhiều, giờ mới bị bệnh nặng như vậy. Con điện thoại hỏi sư phụ và sư phụ bảo mẹ, khuyên mẹ niệm Phật, và sau đó con vâng lời sư phụ, con khuyên mẹ niệm Phật hàng ngày và muốn máy giảng pháp cho mẹ con nghe thường xuyên. Sau một thời gian niệm Phật và nghe pháp, mẹ con dần hiểu được Phật pháp và biết buông bỏ, không cố chấp sân hận, biết làm Phật sự như cúng dường phóng sanh từ thiện hàng tháng. Vì mẹ con hưởng chế độ hưu trí, trước kia chưa biết Phật pháp, hàng tháng nhận lúc về là mẹ lại cho con, cho cháu mỗi dịp cần. Nhưng giờ đây con khuyên mẹ, mỗi khi nhận được lương hàng tháng, mẹ trích ra một phần để con dùng để cúng dường tốn tượng Ngài Địa Tạng, phóng sanh và từ thiện giúp mẹ. Con nói với mẹ, mẹ vất vả mấy chục năm lo cho con cháu rồi, không lo gì được cho bản thân mình, nay lại bị như bệnh như vậy, mẹ cho con cháu bao nhiêu cũng không đủ đâu. Giờ đây mẹ phải lo cho chính bản thân mẹ. Mẹ niệm Phật nghe pháp để hiểu Phật pháp là Phật sự để sám hối cho bệnh đỡ. Nếu đủ duyên thì khỏi, mà không thì sau này mẹ hết duyên trần thì mẹ sẽ được chư Phật Bồ Tát và Ngài Địa Tạng Bồ Tát dẫn dắt từ cõi lành, không bị đọa vào địa ngục. Và mẹ con đã hiểu và hoan hỷ thực hiện điều này đến nay đã được 3 tháng đều đặn. Và rồi con nghĩ duyên lành đã đến. Cách đây một tuần, mẹ con được một người thân giới thiệu nói chữa đúng bệnh, vì họ có người thân cũng bị bệnh như vậy nên cũng đỡ hơn nhiều rồi. Và họ hướng dẫn tỉ mỉ cách làm giấy tờ đi viện cho hợp lý và thuận lợi. Và anh chị em trong gia đình chúng con không do dự lập tức tiến hành lo thủ tục cho mẹ con đi viện chữa bệnh. Con nhất tâm niệm danh hiệu Ngài Bổn Túc Địa Tạng và Ngài Quán Thâm Bồ Tát Gia Hộ. Và con niệm chú diệt định nghiệm Đà La Ni để sám hối giúp cho mẹ. Mong mẹ gặp thầy, gặp thuốc chữa bệnh. Và là từ việc lo giấy tờ chuyển viện từ huyện đến tỉnh, lên Hà Nội con lo rất thuận lợi, đi đến đâu cũng được người giúp đỡ. Con vui lắm và vừa lo công việc vừa niệm danh hiệu các ngài. Khi con có được giấy tờ hợp lệ, chuyển tiến trong gọn một ngày, mọi người quen đều nói tài thật. Người ta lo giấy chuyển viện khi không có bệnh nhân mang theo đang điều trị, mà giấy tờ không đủ như vậy thì khó mà được, trừ khi quen thân hoặc phải mất nhiều chi phí mới được. Vậy mà con thì quả thuận lợi nhanh gọn không tốn chi phí. Hôm qua đầy đủ giấy tờ con mang mẹ ra viện, hai mẹ con ra đến viện Hà Nội. Lúc 6 giờ sáng, con vào khoa khám bệnh đăng ký thế rồi ngồi chờ, nhìn xung quanh trên bệnh viện ít sao vì con ra lần đầu nhưng chưa biết gì. Chợt con nhìn thấy hòm từ thiện giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo, khó khăn. Lập tức và không do dự, con hoan hỷ mang chút tiền bỏ vào hòm thư với tâm mong các bệnh nhân nghèo có cơ hội được giúp đỡ trong lúc khó khăn bệnh tật. Xong việc, con hoan hỷ ra ghế ngồi chờ khám cho mẹ. Khi con được người hướng dẫn, ghi tên, xong con tưởng thế là xong rồi. Không biết, cứ ngồi chờ, may sao có người bên cạnh nhắc con, chị ơi, ra lấy số thứ tự đi, sao chị cứ ngồi đây, người ta lấy hết rồi kìa. Trời, may quá, con ra và lấy luôn số, mọi người ra lấy trước con, nhưng cũng không biết, nên không chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, nên không khám bảo hiểm được mà phải khám tự nguyện mất phí. Còn con, tuy ra sau nhưng do đầy đủ giấy tờ và hợp lệ, do con được người quý hướng dẫn làm giấy tờ cẩn thận trước rồi, nên con được vào sớm luôn và thuận lợi suốt chút thời gian khám bệnh cho mẹ. Trong khi chờ đợi các kết quả xét nghiệm, con thấy rất nhiều bệnh nhân và người già cần giúp đỡ,
vì ở đây rất nhiều cụ già bệnh nặng đi lại khó khăn, có người đi một mình, không có người thân đi cùng. Vậy là con giúp họ một số việc cần thiết có thể và dùng tâm và tình thương chân thành hỏi han động viên họ. Con cảm thấy rất vui và con cũng nhận ra niềm vui từ họ. Và cuối cùng việc khám cho mẹ con cũng đã xong, tất cả đều may mắn và thuận lợi. À, khi con đăng ký khám bệnh cho mẹ, nhân viên bệnh viện hỏi con là yêu cầu khám bác sĩ nào. Ôi, con không biết gì mà cũng không biết bác sĩ nào giỏi mà yêu cầu khám. Con nói, chị không biết, tùy em sắp xếp cho chị. Vậy là con nhận thấy từ họ sự ân cần bảo con vào phòng số 1. Khi con mang mẹ ra cửa phòng số 1 ngồi đợi, con tự nhiên lại được một nhân viên trong bệnh viện hỏi han đồ cho gửi đồ, không phải sắp theo khi đi làm các xét nghiệm. Ồ, con vui quá, gửi luôn đồ không? Thì cũng khó khăn trong việc dìu mẹ, rồi lại phải mang đồ theo nữa. Xong con lại được nghe họ bảo, chị được khám thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa này giỏi lắm, và bác sĩ rất có tâm chị à. Ôi, con vui quá, và khi đến lượt con vào khám cho mẹ thì đúng vậy, bác sĩ rất ân cần thăm khám và hướng dẫn tư vấn cẩn thận. Và sau cùng mẹ con được hoàn tất hồ sơ, sổ khám bệnh định kỳ hàng tháng mãi mãi không mất chi phí, con mừng lắm ạ. Và từ khi lo giấy tờ cho mẹ đi viện đến khi bé ở bệnh viện khám trực chiếu các loại, rồi hồ sơ vào viện, sổ khám bệnh định kỳ hàng tháng hàng năm, nhiều việc như vậy chỉ trong một buổi sáng, con không có người thân quen giúp đỡ, và con cũng không mất chút chi phí nào cả. Mẹ con nhận tháng trước đầu tiên một túi to, bác sĩ kê chuỗi các bệnh liên quan, con và mẹ mừng lắm. Vì từ nay được bác sĩ chăm sóc hàng tháng, vợ cũng lại không mất phí nữa chứ. Mọi người thấy con có được số khám bệnh liền bảo, được sổ khám bệnh về lưu trữ ở bệnh viện này khó lắm đấy, nhiều người mong mà không được đâu. Hoặc là phải chạy lo giấy tờ lâu mới được, vậy là may mắn quá đấy. Con nghe được mà rất mừng, thầm cảm ơn các ngài giá hộ. Khi ra về bác sĩ còn cho con số điện thoại bảo khi cần cứ gọi cho bác sĩ. Con vui lắm lắm à. Dạ, thưa sư phụ, con nghĩ rằng trước đây do vô minh nên mẹ con tạo nhiều tội lỗi, không biết tu tập sám hối. Nên mặc dù anh chị em chúng con lo trợ chữa nhiều nơi nhưng chưa đúng chỗ, và tốn chi phí mà không hiệu quả. Mẹ con nói nghỉ hưu bao nhiêu năm mà đi khám bệnh không khi nào dùng bảo hiểm, toàn chữa mất tiền thôi. Biết ra thế ra đây khám và theo chữa từ lâu rồi thì vừa mau khỏi không bị nặng như thế này, lại vừa không mất chi phí. Con cười và nói, mẹ ơi, đó là do chưa đủ duyên lành, nó chưa gặp thầy gặp thuốc đấy ạ. Nay mẹ nhắc tâm niệm Phật, nghe pháp và sám hối rồi, tạo công đức cũng dường tượng Phật phóng sanh từ thiện, nay mẹ được chư Phật Bồ Tát giáo hộ đấy. Vậy là mẹ con vui lắm à. Dạ, con xin lỗi vì câu chuyện chia sẻ của con hơi dài. Con xin sư phụ cùng anh chị em trong nhóm hân hỷ nghe con chia sẻ à. Con xin đa tạ ân đức của sư phụ dạy dỗ, xin tri ân các anh chị em trong nhóm hàng tháng, hàng ngày hướng dẫn và khuyến tấn con tu tập à. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So Ha.